mình nhìn chữ viết của cái anh này thì mình nói là anh ơi thôi khỏi mua viết, tại vì anh viết cây nào nó cũng sẽ như cây nấy thôi. Để viết được chữ đẹp á, thì chúng ta phải có kỹ năng, mà để có kỹ năng này thì chúng ta phải học. Đối với các bé lớp 1, lớp 2 á, đôi lúc chúng ta chỉ cần mua cây viết phù hợp với bé thôi. Ba mẹ có thể tham khảo cái link chú Cường đang gắn đó. Mua về là các bé học được, tại vì kỹ năng này các bé đang được học ở trong trường. Còn đối với các bạn lớn hơn hoặc là người trưởng thành muốn viết chữ đẹp thì chúng ta phải học cái kỹ năng này. Còn không có kỹ năng thì cây viết nào chúng ta cũng sẽ viết giống như nhau.